thì nó rung tay hết trơn à. Mà lúc đó anh ghiền chưa? Trời ơi, lúc đó cũng ghiền nữa mà đều uống ít hơn vậy. Vậy là lúc đó anh giấu em. Ừ. Cái xuồng của anh đâu rồi? Cái xuồng mấy chú nhiếp ảnh tặng đâu rồi? Ờ. Ổ qua anh hết tiền anh bán rồi. Hết tiền xài rồi. Trời đất. Quá khổ rồi. Bán rồi nào? Mới bán sáng này nè. Cái con này mà anh dám bắt em cũng sợ anh luôn rồi đó. Thần thiên địa ơi. Ừ. Rồi nhậu vậy rồi có ăn uống gì không anh? 7 ngày nay không ăn miếng cơm nào hết trơn. Trời đất. 7 ngày rồi đó. Thì cũng đâu đến nỗi mà phải thiếu tiền. Đó, cái tay anh rung rồi cô chú. Trời ơi, ông uống làm như nước lã luôn đấy. Một tuần nay là không ăn mà. Trời ơi. Một tuần nay không ăn gì. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn ở một video tiếp theo. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang có mặt ngay tại xã Tân Lợi thuộc thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Hôm nay nhân chuyến có dịp về lại Tịnh Biên cũng như là Ti Tôn An Giang đó cô chú. Thì sẵn tiện hôm nay em sẽ ghé thăm một cái trường hợp của hai cha con cậu bé cô đơn sống ở ngoài cánh đồng vào mùa nước nổi. Ở mấy tháng trước em có quay cũng vài clip chia sẻ về cuộc sống của hai cha con đó cô chú. Và hiện tại ở đây là em đang đứng chỗ một cái bờ ruộng nè. Ở đây có một cái hàng cây thốt nốt. Còn chỗ hai cha con bé, thằng bé sống ngoài đồng á. Đó là bé Cảnh đó cô chú. Bé Cảnh với anh Minh. Bé Cảnh thì năm rồi là khoảng 12 tuổi. Năm nay là khoảng 13 tuổi đó cô chú. Còn ở đây là ngọn núi Bà Đội Ôm nè. Đó. Xa xa nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà vào mùa này á. Thì ở đây là một cái cánh đồng lúa xanh mướt luôn nè cô chú. Thời điểm hiện tại là mùa khô ở miền Tây mình á, nhiều nơi thì hạn hán, còn có nơi thì vẫn xạ lúa được. Và ở đây thì cô chú có thể nhìn thấy một cái cánh đồng lúa rất là xanh, rất là đẹp. Còn phía sau lưng núi Bà Đội Ôm thì lại là một cái cánh đồng nắng cháy, khô cằn. Nhìn từ trên cao á, mình có thể thấy được một bên là màu xanh và một bên đó là khô cằn màu xám xám cô chú. Vào mấy tháng trước á, ở đây là một cái nguyên một cái cánh đồng mùa nước nổi nè. Đó. Còn ở phía đây là núi Bà Đội Ôm, thì dưới chân núi Bà Đội Ôm thì hôm mùa nước nổi á, lúc mà mưa lớn ở trên núi á, tràn xuống thì làm ngập lúa của một số hộ dân ở đây nè, sát dưới chân núi. Còn xa xa ở ngoài đây là cánh đồng nước nổi. Tại vì đất ở đây nó theo cái chiều dốc đó cô chú. Những cái miếng ruộng của bà con nào mà gần với chân núi thì người ta có thể xả lúa bình thường. Còn xa xa ở ngoài đây thì nước ngập. Đó. Ruộng ở đây mình nhìn giống như là bậc thang vậy đó. Bây giờ là sáng sớm. Cũng khoảng gần 8 giờ cô chú. Bây giờ em sẽ đi ra hướng ngoài kia để thăm lại hai cha con cậu bé mùa nước nổi. Hiện tại là còn sống ở đó hay không và như thế nào nha cô chú. Bây giờ để đi lại chỗ đó thì mình sẽ đi theo cái con đường này. Tại ra đây xem bà con đang chăm sóc lúa ở đây nè. Sẵn đứng ở đây giới thiệu cho cô chú xem luôn. Ở đây thì có một cái hàng cây thốt nốt. Và có một cái nhà yến, buổi chiều thì yến tập trung ở đây nhiều lắm cô chú. Rồi bây giờ mình sẽ chạy đi vô cái đường lộ cái để đi theo cái đường vòng qua chỗ hai cha con cậu bé nha cô chú. Anh Minh với bé Cảnh. Ở đây bà con đi chợ, ủa đi ruộng nè. Mùa này ở đây lúa người ta mới thu hoạch xong và mới xả lúa chắc cũng được khoảng gần tháng đó cô chú. Ở đây xung quanh những cái ruộng lúa ở đây là của người đồng bào Khmer. Đây ở đây có một cái nhà yến nè.
phía trước mặt mình là một cái đường lộ nhựa cô chú, và ngăn cách bởi một cánh đồng khô cháy và một cái cánh đồng xanh. Mùa này cũng gọi là mùa của cây thốt nốt nè cô chú, mùa thốt nốt người ta đi lấy nước rồi thu hoạch trái rất là nhiều luôn. Mùa nắng chính là mùa của thốt nốt. Chạy theo cái đường này để ra lộ, đất ở đây em thấy đất cát nhiều lắm. Đó, ở đây bà con che những cái trại ở đây để người ta ngủ ở đây để đi ruộng hoặc giữ đồ rồi nè cô chú. Đó, khi mà lên lộ đây cô chú nhìn thấy mé bên tay phải nè, ở đây là một cái cánh đồng khô cằn, không có xả lúa được. Ở bên đây hình như là người ta đợi mùa mưa xuống cô chú. Cái dãy núi mà mờ mờ xanh xanh bên kia đó chính là núi Cấm. Mùa này thì cũng cây cối trên núi nó cũng khô cằn lắm cô chú. Còn ở đây chính là núi Bà Đội Ôm nè. Mình đi hướng này để có con đường rẽ ra đồng để đi lại chỗ hai cha con anh Minh và bé Cảnh. Lâu lắm rồi mới có dịp trở lại đây nên sẵn tiện ghé thăm cuộc sống hai cha con như thế nào luôn. Ở đây đang trên đường đi, vừa mới lên lộ thấy hai anh này đang đi lấy thốt nốt nè cô chú. Vừa mới nhắc là mùa này mùa thốt nốt thì gặp hai ảnh đang trèo lên nè. Đó. Hay quá trời hay luôn. Cây này khá cao ha anh. Quá cao luôn á. Còn mấy cây dữ nữa hả? Dạ. Mùa này trung bình ha. Dạ. Thốt nốt là về Tịnh Biên với Ti Tôn là nhiều lắm. Đây mấy cái trái mấy ảnh bẻ xuống nè cô chú. Đó. Nhìn trái thốt nốt rất là đẹp. Đã chưa? Cái này mùa này ai mà về Tịnh Biên là ăn thốt nốt mê luôn. Thốt nốt với uống nước thốt nốt. Này mình đang đi lấy trái ha anh, chứ không có lấy nước hả? Cái nào nước ở nào để trái vậy đó. Dạ. Cái nào để trái là không có nước hả? Không có lấy nước không? Không có lấy nước nhưng mà ít hơn ha. Như cái mấy người ta đặt nước, người ta đặt nước đó. Dạ. Thì mấy cái bông nhỏ đó, như cái lú nhỏ, lú ra đó, cái đó là bông đó người ta cạp vào đó. Dạ. Người ta lấy nước, ví dụ một bắp nó ra bốn bông, một bắp ra bốn quầy, ba quầy. Thì dạ. Cái quầy đầu tiên ta kẹp, còn mấy quầy kia đó ta chừa lại, dạ. Chừa trái. Cái nào mình lấy nước là nó không có trái rồi phải không? Mình chặt ra rồi phải không? Ừ. Dạ. Cái này kẹp nước là không có trái, còn cái nào chừa lại thì nó có trái. Dạ dạ. Nói gì Trang? Bọc cú vô luôn. Ồ. Anh chặt cái buồng thốt nốt xong cái anh thả dây xuống cô chú. Dạ. Rồi. Cái buồng này rớt xuống rồi. Sao cái trái nó hơi nhỏ hả anh? Cây này trái nhỏ. Vậy hả? Thì sao không phải là trái nhỏ mà muối nó nhỏ đâu. Vậy ha. Nhỏ mà muối nó được, còn cái trái nó bự mà cái. Dạ. Trái yếu còn muối nó thành cái nhiều quá, cái cơm trong ít nhỏ. Giống như vừa xiêm với vừa ta đúng không? Cái bự tí nhỏ ha. Dạ.
như hồi xưa ông bà xưa người ta trồng ra lửa cái trái bự, trái bự cái hộp cái nhỏ đừng biết sao ta làm bánh bò cái thịt nó nhiều. Dạ. Ta chà ra ta lấy cái thịt nó nhiều hơn. Dạ. Đó, anh thả dây xuống đó. Cái anh dưới đây anh tháo ra. Nhìn sao biết nó già vậy anh? Màu rồi. Chỗ này nè, là nó còn trắng trắng như gì nè, hay là nó vừa ăn nó hơi sậm chút là chỗ này dẻo, còn này nó đen luôn gì nè, nó bóng luôn gì nè. À, chỗ này phải không? Chỗ cái điểm giao này phải không? Nó mất tiêu cái điểm chỗ này nè. Dạ dạ dạ. Còn trắng trắng chỗ này là vừa ăn. Thì loại trái nữa. Thì dạ. Trái đen, trái trắng, trái gì ấy nó có nhiều giống giống như dừa vậy đó. Đây, phía trước đây là cái con đường rẽ trái để đi ra đồng rồi cô chú, ra chỗ bé Cảnh với anh Minh á. Ở đây là cái khu vực của mấy công ty khai thác đá từ trên núi Bà Đội Ôm á. Bởi cái không khí ở đây nó ô nhiễm lắm, bụi. Rồi ở đây mà mình đi ngang cái đoạn khu vực núi Cấm á cô chú, chợ An Hảo rồi đó, ta nói bụi ta nói lắp đầu luôn. Cái khu vực chỗ núi Cấm với chợ An Hảo đó là cái đường lộ em thấy làm cũng hơn một năm rồi mà chưa xong. Đi ngang khu vực này với khu vực ngoài đó là còn hơn là đi ruộng nữa. Đi ngang cái là bụi đồ lắp đầu, quần áo đầu cổ là bụi không luôn. Dân ở đây người ta sống rất chịu, cũng mệt dữ lắm luôn đó. Đặc biệt là cái đường lộ chỗ núi Cấm với chợ An Hảo làm đâu mà cả năm rồi chưa xong. Lần nào đi ngang thấy còn y thinh. Đặc biệt chỗ khu du lịch đó, đây là thua rồi. Còn đây là cái đường người ta khai thác đá thì khỏi nói rồi. Đó, cái xe ben lúc chạy ngang một cái là bụi vậy sao? Bít luôn. Đây, chỗ này là cái bãi tập kết đá để đưa xuống ghe. Đưa xuống những cái chiếc ghe để vận chuyển đi khắp nơi cô chú. Đó. Xe mới chạy ngang là bụi mù mịt luôn. Đây nè, đây một chiếc xe ben chạy ga nữa nè. Quá là bụi thiệt chứ. Đây những chiếc cua bè nó đang đập những viên đá ra. À, đây nè cô chú. Ở đây là cái bờ kênh này đi thẳng ra khoảng chừng 500-600 mét là chỗ bé Cảnh với anh Minh sống á. Mùa nước thì ảnh sống ngoài, mùa khô thì nghe nói ảnh sẽ dọn đi ra ngoài đầu kênh ở ngoài đường lộ, nhưng mà không biết anh Minh ảnh không có xài điện thoại đó cô chú, cho nên mình không có liên lạc được. Bây giờ mình sẽ ghé đây, muốn đi tìm ổng là phải đích thị đến nơi chứ không có điện thoại được. Anh không có thích xài điện thoại luôn. Ở đây có mấy hộ dân người ta sống ở đây, chỉ có một cái chuồng dê ở đây nè. Dê hôm nay chưa có thả đi ăn, thấy còn ở trong mùng rồi một chút đó. Cái con đường này lúc mùa nước á, cỏ dữ lắm, còn bây giờ mùa khô nước không có cỏ, không có mưa á, cho nên mấy cây cỏ này nó cháy khô rồi nè. Nước ở đây người ta chỉ để dành tưới lúa thôi. Hôm mùa nước nổi á,
đi ở đây là cỏ nó bít đường cho mình đi không chạy xe không được luôn. Nước nó ngập trên đầy cái đường lộ này luôn cô chú. Còn bây giờ là ở đây khô rồi. Đây, ở bên đây mình có thể nhìn thấy được núi Bà Đội Ôm nè. Đó. Rất là đẹp ha. Bên kia cái màu bạc bạc trên đầu ngọn núi đó là mấy công ty người ta khai thác đá. Cái này khai thác chắc hết ngọn núi luôn quá. Năm rồi mùa nước nổi đi được một đoạn thôi, không có chạy xe máy tới được nhiều. Phải lội bộ rồi đi xuồng ra nữa. Còn bây giờ mùa khô là xe máy mình chạy tới nơi luôn cô chú. Cảnh ở đây đẹp nhất là vào mùa nước nổi với lại mùa lúa chín á. Còn hiện tại lúa còn xanh thì cũng không có đẹp lắm. Mùa lúa chín thì ở đây đẹp hơn. Cái chỗ này nè, có nhiều nhiếp ảnh gia người ta đây, người ta săn ảnh đẹp lắm cô chú. Đây mình chạy một đoạn đường khá là xa luôn á mới tới nơi. Tính ra cũng cỡ hơn 500 m. Hơn 500 m là chỗ cái đầu kênh nha cô chú. Tính từ đầu kênh chỗ cái chuồng dê nãy mình mới vừa qua đó. Ở đây á, em thấy người ta có chất trà dưới kênh nè. Cái này tới mùa giỡn trà chắc dính cá nhiều lắm. Cái đám trà dưới kênh đó. Xung quanh ở đây thì xa xa sẽ có một cái cây cọng cô đơn để cho người dân người ta đi ruộng người ta nấp bóng mát đó cô chú. Ở đây chủ đất người ta trồng để tạo bóng mát. Hồi trước là chủ đất trồng mấy cây cọng ở đây nhiều lắm. Nhưng mà mấy con trâu con bò nó cọ riết chết hết trơn, lật chết hết. Chỉ còn một vài cây thôi. Ở đây em thấy có mấy cái mù đất nè. Không biết phải là những cái ngôi mộ bằng đất hay là cái gì nữa. Đây đoạn đường ngay chỗ này khá là đẹp. Chỗ này em thấy có dấu hiệu chỗ giấu người ta nhốt vịt tàu. Đó. Đây mình chạy xe máy tới nơi luôn nè cô chú. Đây hình như là anh Minh anh còn sống ở đây nè cô chú ơi. Cái ghe của anh còn nè. Cái gió ảnh dở rồi, lúc trước là ảnh để cái gió vào mùa nước nổi á, ảnh lắp đặt cái gió, còn bây giờ ảnh tháo cái gió rồi. Chào anh Minh. Rồi, ok, vô chơi. Khỏe không anh? Khỏe. Dạ. Vô chơi. Ủa, nay anh còn ở đây hả? Còn ở đây nè. Dạ. Ê, anh nói cho em gì nè. Dạ. Có cái thằng ở dưới này nè là nó mới lấy của anh hai cái bình là dưới máy tốt cúm đấm hết trơn rồi. Bình về ai lấy? Hai cái bình 12 để ngay chỗ này nè là dưới máy tốt. Là anh chạy đi mua rượu rồi độ chạy mua rượu thì về nó lấy nó chạy xuồng lên. Rồi lấy hai cái bình của anh với máy tốt rồi hết trơn rồi. Là ăn trộm á hả? Ờ cái thằng nhà dưới này nè. Thì sao anh không lên đòi? Đòi gì? Đậu sáng nó trốn nó chạy lên cái đường trên này nó đi lên chợ chảnh nó mất tiêu luôn rồi. Biến luôn rồi. Mà sao anh biết người ta lên người đó lấy? Trời ơi cái ông thả bò bên sông nè. Ông thấy nó đậu cái xuồng ngay đây nè. À. Ông thả bò bên sông á. Dạ dạ. Sáng ngày nhậu rồi gì á sư huynh? Nhậu đi mua rượu sáng nè bỏ mới mất hai cái bình nè.
Mà anh nhớ em là ai không? Sao không nhớ? Em là ai? Em tên gì quên này? Tên tên gì? Em tên Quân. Đúng rồi. Dạ. Ủ ngỡ lấy hai cái bình ra anh nữa. Vậy rồi hả? Ừ. Mới sáng nhậu sớm vậy sư huynh? Thì chạy đi với mua rượu rồi thì ở trên này ổng lấy hai cái bình của anh nè. Mới lấy sáng nay hả? Mới lấy sáng này nè, là ông thả bò bên sông ổng thấy luôn. Ổng thấy dạ. Nó chạy xuồng đậu ngay chỗ này nè. Đậu xuồng ngay chỗ này nè. Vậy hả? Ừ. Mới lấy sáng nay. Mới lấy sáng này. Là sáng sớm anh đi mua rượu. Ừ. Ừ, sao sáng nhậu sớm vậy? Vậy chứ ghiền sao không nhậu được. Ghiền lúa hả? Ừ. Không nhậu thì nó rung tay. Sao hôm mùa nước em gặp anh có ghiền đâu? Hôm mùa nước uống ít mà giờ nó ghiền rồi. Bị thằng con đi thả dịch á, cứ coi dịch rồi, giờ buồn quá. Mình làm cái gì mình làm, mình phải phấn đấu trong cuộc sống tích cực hơn chứ. Đúng rồi. Nhậu vậy đâu có tốt anh. Nhưng mà buồn, họ mắc hai cái bệnh buồn lắm rồi. Cái chuyện mất cái bình này khác, còn cái chuyện nhậu em thấy anh nhậu là cuộc đời mình đi xuống luôn đó. Nhưng mà ghiền quá không nhậu sao được, phải uống. Nhưng mà tại mình uống mới ghiền. Vậy chứ bỏ, giờ bỏ thì nó cũng tay. Chứ hôm nước em gặp anh thấy anh đâu có nhậu nhiều đâu. Thì hôm mùa nước anh đâu có nhậu đâu. Hay là anh nhậu em không thấy? Không, mùa nước anh kéo gió anh đâu có nhậu. Nói thật chứ mùa nước thì những lúc em đi ngang cũng có thấy anh có nhậu. Không, đó. Anh em mình vô này ngồi nói chuyện đi. Dạ. Rồi bé Cảnh đâu anh? Cảnh đi coi dịch rồi. Coi dịch ở đâu? Đi tới Kiên Giang dữ rồi. Trời đất. Ừ, tới Kiên Giang rồi. Hôm nay cất cái nhà sàn vậy đó hả anh? Thì đó cuộc sống giờ vậy á. Dạ, còn cái xuồng của anh đâu rồi? Cái xuồng mấy chú nhiếp ảnh tặng hả? Đâu rồi? Ờ. Ồ, mà anh hết tiền anh bán rồi. Hết trời, tiền xài rồi. Trời đất. Quá khổ rồi. Bán rồi nào? Mới bán sáng này nè. Em sợ anh luôn á. Vậy chứ giờ hết tiền rồi sao giờ? Hết tiền chứ. Anh bán cho ai? Hả? Anh bán cho ai? Bán cho ông ở nhà dưới này nè. Nhà dưới bán được nhiêu? Bán được có 5 triệu à. Trời đất. Rồi quà của người ta tặng á, mà anh đem bán thì người ta buồn sao? Vậy chứ giờ anh khổ quá khổ rồi, giờ hết tiền rồi sao? Con đi coi dịch á thì anh mượn hết 1 triệu trước rồi. Nó còn tháng là 3 triệu mà không cho 4 triệu. Rồi giờ ông hết tiền xài rồi, giờ sao giờ? Ông chủ dịch ông ở đâu anh? Nhà ông chủ dịch ở đâu? Mà nhà ông ở đâu? Nhà ông ở An Giang mình hay ở Kiên Giang? Kiên Giang. Rồi sao anh biết ổng mà cho thằng Cảnh nó đi theo? Thì biết ổng là với cái ông chủ dịch anh coi mỗi lần đó là bè bạn nhau không dạ, à? Dạ. Bè bạn nhau không à? Cảnh nó tự đi hay là anh cho nó đi? Anh cho nó đi. Yeah. Rồi bây giờ anh làm gì? Anh giờ đâu có mặn gì đâu. Có dân ba câu chờ kìa. Nè. Em điện giùm anh coi. Rồi anh bán xuồng anh xài hết tiền rồi tính định bán gì nữa? Không có bán gì nữa hết trơn á. Cái xuồng người ta cho mình để mùa nước mình đi kiếm cá, kiếm cơm mà anh bán vậy rồi. Ủa rồi gì chứ giờ mốt quá, ai đâu giúp mình nữa. Quá khổ rồi sao giờ? Bây giờ em thấy hai cha con có mình anh với Cảnh nè. Thì nếu mà anh làm thì cũng có tiền chứ xài chứ sao mà không có tiền được. Ê, em... Em hỏi thăm anh chút xíu là bây giờ hiện tại là anh làm cái công việc gì ở đây? Bây giờ hiện giờ mùa này á, dân dạ. Câu chờ, dân câu đường câu đường đó kìa. Câu chờ là sao anh? Câu dính cá lăng cái này cái kia đó hả? Phải, mình dân câu chim cọ kìa. À. Đó, dính đó đó. Rồi làm vậy có tiền không? Thì bán con như cũng được 50-70 ngàn, 100 ngàn. Một con á hả? Ừ. Con gì mà bán được 50-70 trăm? Đó. Con chim gì mà mình bán lần mấy ký vậy hả? Không có bán ký, mua con không à. Một con 50-70. Một ngày được mấy con? Đêm hôm này là nó không dính luôn rồi. Ờ. Nó dính mấy đêm trước. Là bán cho ông Viên hết 3 con rồi. Mà sao anh không đi chăn dịch mà anh để cho thằng Cảnh đi? Đi theo nó thì đồ đạc bài bộn gì sao đi được.
thì thành ra anh phải coi ở đây để cho nó đi. Bây giờ anh coi á, anh coi em nói à, nếu mà anh coi nó có tạo ra tiền không, anh cũng phải suy nghĩ gì đó, đồ đạc anh phải gửi người thân hay đâu đó, rồi để mình kiếm kế, mình xin nhai, mình mới vươn lên trong cuộc sống được. Chứ bây giờ anh ngồi đây, anh bắt được vài con chim mà bắt chim á, thì nó cũng mang tội nhiều lắm. Đúng rồi. Rồi anh nhậu nữa thì mà anh uống nhiều thì nó có mà giúp anh được hết bị nghiện rượu không? Mà anh không uống thì bị gung tay. Mà nhờ em giúp giùm anh một chuyện này coi. Chuyện gì anh? Bây giờ cái ông ở dưới cái dàm kinh dưới này không nè. Cái chuyện đó anh báo công an đi chứ. Ừ. Người ta lấy đổ anh báo công an chứ em đâu phải. Ủa, hai bình để ngày đây mới chạy mua rượu về, chạy về ổng chạy xuồng lên đậu chỗ đó anh mất hết hai cái bình rồi. Cái đó anh nên báo công an. Máy tốt đồ này kia mất hết trơn. Cái đó anh báo công an đi chứ em đâu có giải quyết được. Em đâu phải dân địa phương đây. Ừ. Đó. Rồi gì đi. Cảnh nó đi giữ dịch lâu chưa anh? Nó đi là lúc mà đồng này vừa xạ lúa là đi đó. Vậy lâu lắm rồi hả? Ờ, vừa xạ lúa là đi đó. Vậy đồng mấy tháng rồi? Đầu mấy tháng. Trước Tết. Lúa này là mới vừa xuống giống. À, mới xạ lúa đây ha, mới xạ lúa đây. Ừ. Là đứng tháng chưa ta? Chưa đâu, lúa này mới. À, rồi nó đi. Nó đi là nó làm có tiền rồi, nó gửi về anh hả? Anh mượn trước anh chịu rồi. Dạ, nhưng mà ở mới... dưới ổng cho một bao gạo 50 kg nữa. Nhưng mà mấy mốt một cảnh nó giữ, nó có làm có tiền thì nó đưa anh hay sao? Thì phải vậy rồi, mình giữ cho nó. Thì không, ý nó cảnh nó làm nó được, nó đưa tiền anh giữ hay là cảnh nó để dành nó cứ vợ? Thì cái đó thì anh cũng giữ là cho nó thôi, chứ anh đâu có xài của nó. Căng à, cái điều này em thấy anh uống rượu này không biết giữ còn không nữa. Còn, anh phải giữ còn chứ. Còn, cái xuồng anh cũng bán luôn rồi, không. Còn gì nữa, còn. Biết sao không? Bị giờ anh mặn không được nè. Thì tại anh nhậu tiền. Anh mới mặn không được. Giờ quá kẹt tiền rồi anh bán. Em nói thật nha, hôm mùa nước nổi khi mà em tới đúng một rồi. Hai lần đầu tiên là thì nhờ mấy em giúp cho Phan, anh để em nói. Ừ. Em tới một hai lần đầu tiên là thấy anh cũng cố gắng cũng làm, thấy thương nhất là cảnh á. Đúng rồi. Bằng nó xiên lắm. Mà khán giả với lại một số cô chú anh chị gửi tiền á cũng thương cho cái tương lai bé cảnh á. Ừ. Với lại thấy lúc đó anh cũng chịu khó cố gắng. Nhưng mà những lần sau á em có trở lại á, có đi ngang á thì ghé thăm, không có quay clip. Ừ. Thì thấy anh có nhậu á thì em cũng nghĩ là anh ở buổi chiều ở đây mình buồn thì mình lai gai thôi. Nhưng mà cách đây từ đó tới nay khoảng mấy tháng rồi, cũng từ kết thúc mùa nước nổi đến nay cũng khoảng chắc cũng kết thúc mùa nước nổi là tháng 6 10, tháng 6 tháng 10, 7 tháng à. Cuối tháng 10 đầu tháng 11, tháng 11. Này tháng tháng 3 rồi. Là cũng 5 6 tháng, 4 5 tháng à. 6 tháng ông ơi. 6 tháng. 4 tháng. Tháng 11 này tháng 3 là 4 tháng à. Đầu tháng 11, tháng chạp, tháng giêng, tháng 2, tháng 3. À, đúng là 4 tháng. Đó, mà quay lại thì anh nghiện rượu. Không, anh ghiền. Không có thì nó gung tay hết trơn à. Mà lúc đó anh ghiền chưa? Trời ơi, lúc đó cũng ghiền nữa mà đều uống ít. Ít hơn vậy. Vậy là lúc đó anh giấu em? Ừ. Ghiền, lúc đó cũng ghiền nữa mà em, uống ít. Em thấy trường hợp của anh là bó tay, không có cách nào mà giúp được nữa anh ơi. Đây nè, rồi cái này cái gì đây? Cái này mồi nhậu á hả? Mồi của thằng Điền nó mua ra đó. Bạn nhậu của anh đó hả? Ừ. Cái này mua sáng hả anh? Cái này mua sáng. Cánh gà? Cánh gà. Trời ơi. Rồi mì nữa, sao mì anh để đây? Mì này Điền nó xé ra đó. Điền nó xé ra đó, ăn đó. Mà nó ăn rồi nó... xài nữa nè. Ừ. Rồi nhậu vậy rồi có ăn uống gì không anh? 7 ngày nay không ăn miếng cơm nào hết trơn. Trời đất. 7 ngày rồi đó. Em thấy kiểu này là anh sắp đi rồi đó. Ừ, 7 ngày rồi không ăn. Rồi nhậu mà không ăn không uống rồi lỡ mình chết rồi cảnh ai nuôi? Em này em hỏi thiệt anh á. Mà ăn ăn không được.
Dạ 3 giờ á là tức mắc hai cái bình ngày nay rồi nè. Bây giờ em chở anh đi đi cai nghiện được không? Chịu không? Hả? Chở anh đi cai nghiện rượu được, chịu không? Cai nghiện rượu đưa lên qua trường Chi Tôn á hả? Ý à em cũng không biết có trường cai nghiện rượu, người ta có trường cai nghiện ma tí rồi cai nghiện game, chứ cai nghiện rượu không biết có không nữa. Không, nói chung là anh nói thẳng em vậy nè. Dạ. Anh thì cũng thiệt mà nếu anh đi rồi bỏ cuộc đời này là tiêu hết, giờ cảnh nó khổ mà. Bây giờ em nói nè, mà anh mà không có hết nghiện rượu thì cuộc đời này cũng tiêu, cảnh nó lại cũng càng khổ. Không, anh phải uống. Anh uống có hết nghiện rượu không? Như thí dụ giờ em chở anh đi như vậy rồi ba cái đồ này nó mắc hết của anh này sao? Em kiếm chỗ em gửi mấy chị em của anh đó. Chịu không? Độ mà hai cái bệnh mắc rồi nè. Mắc hai cái bệnh nè. Anh tính kêu báo công an nè. Mà thì anh báo công an đi. Ừ. Còn hai cái bệnh rồi. Còn cái ghe này chừng nào anh bán? Không, ghe nó không bán nữa đâu. Ghe để ở. Nếu mà bán em mua cái ghe này luôn. Nói thật với cô chú anh chị các bạn đó là chiều hôm qua em có trở lại cái chỗ hồi sớm em đứng em giới thiệu chỗ đầu video em giới thiệu là đứng xa trong đó đó cô chú. Thì buổi chiều em tại mùa nước nổi em hay bay cảnh lay cam ở đây để đăng lên TikTok đồ chơi đó, cô chú, cho bà con đồ khán giả ngắm cảnh đẹp. Thì hôm qua em cũng săn cảnh hoàng hôn ở đây nè. À, đứng ở đó thì em có bay lê cam ra đây để thăm coi anh Minh bé cảnh còn sống ở đây hay không. Thì thấy anh Minh đó, ngồi trong chòi nè, nhưng mà không thấy bé cảnh. Thì ảnh thấy ảnh đi ra ngoài. Mà lúc đó thì hôm qua thì em thấy cái giỏ mấy chú trong hội nhóm ảnh tặng cho ảnh còn đậu ở đây nè. Sáng nay lại hỏi thì anh Minh anh nói anh bán cái giỏ rồi, mà anh nói anh bán là sáng sớm này thì cũng hợp lý, cũng đúng, tại vì chiều hôm qua là còn ở đây, do hôm qua là chiều tối rồi cho nên em không có ra. Hôm nay em quyết định sáng sớm á em mới ra đây để thăm tình hình như thế nào. Mà ra thấy anh nghiện rượu rồi đồ quà người ta tặng anh bán luôn, thấy cũng buồn. Tại vì hôm mùa nước á, ảnh có cái giỏ cái xuồng này nè, nhỏ xíu à. Hai cha con đi lụp chụp á. Cái người ta thấy thương người ta mới tặng để cho làm nghề cá. À, cái gió, cái chân gió ngay chỗ này nè, bây giờ thì mùa khô không có kéo gió được cho nên tháo ra rồi. Ủa này có cái tấm pin rồi hả anh? Bay mất cái tấm kia à, cái đó anh mua thiếu, anh chưa trả tiền nữa đó. Tấm pin đó anh mua nhiêu? Tấm pin năng lượng á, mặt trời. Không biết, bà chị Tám Nở ngoài này nè, chỉ mua giùm. Dạ. Bà mua giùm, chứ anh đâu có quen đâu mà anh mua. Rồi mới bữa hổm á, cảnh tắm hồ mùa nước á, là nó bay cái dạ. Miếng năng lượng kia xong. Rồi anh mò lên được rồi. Mò được rồi. Dạ. Là miếng đó chắc xài không được. Rớt xong mà. Rồi bà chị Tám không mua thiếu giùm miếng năng lượng đó đó. Trời ơi. Bà biết anh, cái chị đó, bà biết anh nghiện không? Nghiện rượu không? Chắc bà biết. Bà biết chứ không phải là không biết đâu. Trời ơi. Tà bà mua thiếu giùm. Mà tới giờ anh chưa trả tiền nữa. Đây nè cô chú anh chị. Coi mấy cái chai ở đây là chai rượu phải không anh? Ờ rượu anh. Thầu, thánh thần à. Từ năm ngoái tới năm nay tính để là bán đồ mũ. Tính để bán đồ mũ đó. Bán nhiêu đây mua được kết bia chưa ta? Dễ rồi vậy. Lon bia rồi nữa nè. Đó. Ừ. Tính gom bán đồ mũ đó. Đó. Từ năm ngoái tới năm nay đó, gom lại để thôi đó. Mà rồi anh định nhậu dày rồi cuộc đời mình nó sẽ như thế nào, anh có suy nghĩ được không? Không, mà anh nói với em là dạ. Anh rượu ghiền anh bỏ đâu có được. Anh rượu ghiền.
thì đó. Đúng ra là cái tuổi anh cũng còn rất là trẻ chứ không có muộn đâu, anh mới 49 hả? 49. 49. 49 nay Tết 50. Tết tới 50. Cũng còn rất là trẻ. Nhưng mà nhìn anh rất là xuống sắc so với cái tuổi của mình. Tại vì anh uống, anh đâu có ăn. Không có ăn gì trơn. Đúng ra là đáng lẽ như vậy anh đi làm anh lo cho cảnh dư sức, nhưng mà bây giờ cảnh nó lại nó đi dữ dịch, đi chăn dịch và nó lại lo ngược lại cho anh nữa. Là nó đi dữ là một tháng, cái ông chủ dịch nói là một tháng là như nít nhỏ vậy đó, là tháng 3 triệu. Dạ. Nhưng bằng ông cho 4 triệu, người ta lo ăn uống ha. Dạ. Đi theo dịch là người ta lo ăn hết mà. Dạ. Rồi tháng ta cho 4 triệu mà anh mượn trước hết triệu rồi. Dạ. Đúng ra nếu mà anh đi làm cái công việc gì đó thì anh cũng kiếm được tiền á, nhưng mà tại anh bị nghiện rượu nè. Anh nhậu từ khi nào? Đúng. Thì anh ghiền là từ năm ngoái tới năm nay đó. Là em nhớ cái lúc mùa nước nổi em gặp anh là anh không có ghiền đâu, chưa có ghiền đâu. Năm ngoái tới năm nay là ông ơi. Hay là lúc đó anh giấu? Anh cũng có uống nữa mà anh uống ít hơn giờ. Đúng ra thời điểm đó em đã gặp anh nhậu một lần rồi, em cũng có khuyên anh. Đó là chuyện gì mà mình cứ để cho qua, mình phải phấn đấu trong cuộc sống để lo cho cảnh, nhưng mà anh không nghe cái lời em khuyên, ngay cả anh Lộc nữa, anh nhớ anh Lộc không? Sao không? Ông ra đây mới ngày hôm qua kia gì nè. Anh Lộc anh lớn hơn anh á, nhưng mà anh khuyên anh cũng không nghe. Rồi lỡ như mà anh nhậu về rồi lỡ như anh mất rồi ai lo cho thằng cảnh? Thì bây giờ là nhậu vậy chứ ghiền rồi bỏ không được rồi sao? Dạ. Tại nếu mà mình có điểm dừng thì đâu để bị ghiền. Không mà nhưng mà mắc hai cái bình này. Anh đang chi tầm. Mà nếu bây giờ có chỗ cai nghiện rượu, anh có chịu cai nghiện rượu không? Không, anh bỏ không có được đâu. Người ta cai nghiện ma túy người ta còn bỏ được mà. Anh uống rượu này ai làm gì bỏ được. Rồi nghiện ma túy người ta còn cai được mà anh. Bây giờ như thí dụ à, dạ. anh đi đó là qua là tỉnh Biên phải không? Em không biết nữa. Thì cái đồ này miễn sao đảm bảo không mất cho anh được rồi. Ủa anh, em thấy đằng kia có cái con chim cứu anh bỏ trong lòng kìa. Anh bắt hồi nào vậy? Nhân công chợ. Rồi sao anh để anh nuôi hả? Nuôi gì người ta mua. Nhân công chợ được con. Anh bắt lâu chưa? Mới được hôm qua nè. Đâu anh bắt ra cho em coi được không? Bắt ra khỏi cái lòng được không? Được. Cầm tay á. Đâu đâu anh. À. Bắt cả một nè. Nó bự chạy tay hết trơn nè. Dạ. Anh vịn mỏ lại. Thôi. Để con đó đi ai mua rồi bán. Vậy hả? Cái đâu, đâu 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 lại anh cầm trên cái để em coi coi. Trời ơi, cái con này bắt chi anh ơi, thả nó đi. Thanh nó mua hết 3 con nó thả rồi. Thanh nào? Thanh ở trong này nè. Ở trong chòm nhà đó đó. Trời ơi, ảnh con chim này mà ảnh còn dám bắt nè ông nội ơi. Mà 3 con á. Đúng ra 3 con là 150 ngàn. Một con bao nhiêu? Rồi bây giờ anh thả đi em mua. Con 50 ngàn mà nó thả 3 con là trả anh có 100 ngàn. Rồi bây giờ anh thả đi em mua con này 50 ngàn luôn. Anh mở ra anh cầm tay anh thả đi rồi em trả tiền nhanh luôn. Thì mở đi. Thôi em đâu dám bắt con đó. Sao ạ? Không em sợ nó lắm. Nó mổ đau lắm nó bươn chạy thôi chứ. Anh thả đi em trả tiền nhanh luôn. 50 ngàn quá không? Thì anh khổ, hoàn cảnh khổ mà. Rồi. Cái con này mà anh dám bắt em cũng sợ anh luôn rồi đó. Thần thiên địa ơi. Ở phương Tây á, thì mình cái loài chim này người ta nói là bình thường không sao nha cô chú. Người ta nuôi bình thường à. Nhưng mà ở các nước Á Đông á, thì đây là một loài chim có cái sự tâm linh. Mình không có nên bắt hay là giết ăn thịt nó cô chú. Rồi để cho nó bay đi. Nó bay không được luôn rồi ông nội ơi. Được. Phải để trong động là nó gì đó. Khi nào nó đá em không anh? Rồi, rồi nó bay rồi đó.
50 ngàn phải không? Anh bán còn có 50 à. Rồi giờ em gửi anh 50 luôn nè. Thôi. Thôi thôi thôi. Gửi cho anh 50 luôn đó. Ơn em nha. Dạ. Nhưng mà thấy anh vậy buồn quá. Thì khổ thằng con đi coi dịch nữa mà. Đi giữ dịch cho người ta nữa. Bây giờ cảnh nó không đi thì anh có lo cho nó đâu. Thì có gì? Để đây anh còn lo nhậu không có cơm nước gì cho nó. Thì nó theo người ta thì nó ấm lòng hơn ở với anh nữa. Ha, bây giờ có cái chỗ nào người ta cho thằng cảnh nó đi ăn ở nó học luôn anh chịu không? Ví dụ vậy, để em tìm hiểu. Phải nghĩa là lâu lắm nó mới về thăm anh lần. Bữa hổm có người xuống đây nè, là đòi đem thằng cảnh gỡ lên trường cho nó học. Mà anh suy nghĩ anh không có cho đi. Tại sao? Bởi vì nếu cho nó đi á, rồi làm sao nếu cho nó đi á thì ghe cộ đồ này kia rồi anh phải đi lo cho nó nữa. Ví dụ giờ nếu mà gửi cho thì một cái cái trung tâm nào đó cho nó đi học luôn anh chịu không? Anh đâu cần phải lo cho nó. Để tương lai chứ nó giữ dịch rồi biết xe cuộc đời nó khổ nữa hay sao? Bởi mốt rồi nó buồn rồi nó nghiện giống anh nữa hay sao? Nghiện rượu nữa hay sao? Không có đâu, thằng này nó không có vụ nghiện gì đâu. Nó nhỏ mà nó không biết đâu. Con gì anh? Con chó. Anh nuôi hả? Ừ. Dạ. Nó chạy tưởng nó mắc rồi. Tưởng nó mắc con chó rồi, đi kiếm ngày hôm qua dữ lắm. Chó. Anh có ăn thịt chó không? Không. Vậy hả? Thịt chó không ăn. Chứ em sợ anh nuôi lớn rồi hỏng mồi nhậu anh dứt nó luôn. Không có đâu. À. Thịt chó không ăn. Anh cưng lắm. Trời ơi, mắc anh chạy đi kiếm nó một cái đó hả, kêu bằng tới kinh bưng tiền cho anh đó. Đi kiếm. Mà sao thà mai mà nó chạy về. Bây giờ có một mình anh nè, anh chỉ nhậu. Với không lẽ anh không làm được tiền hả mà anh bán luôn cái xuồng dữ rồi. Vậy chứ giờ anh khổ, anh không có tiền. Quá khổ rồi. Anh đặt chim thì cũng bữa có bữa không. Thì bữa mình cũng xài, mình anh không xài, xài không đủ. Mà quá khổ rồi, bán rồi. Sao giờ? Bán rồi anh lấy tiền này anh làm gì? Mua rượu hả? Không phải, anh thiếu nợ người ta. Anh thiếu tiền người ta, thành ra anh bán anh trả. Anh xài gì thiếu dữ à? Thì mình cảnh khổ lúc mà không được á. Dạ. Lúc mà không được á. Thì chứ hôm Tết, hôm trước em giúp anh á. Ừ. Thì thấy anh nói anh để dành tiền này á là để lo cho tương lai cảnh, em thấy cũng vui. Đúng rồi. Nhưng mà giờ quay lại thấy anh đâu lỡ thiếu nợ người ta rồi giờ phải bán chứ trả cho người ta chứ sao giờ. Chứ vỏ đó dễ gì mà anh bán. Tính là đi để ủi ốc ngoài đồng nè. Rồi bây giờ tới mùa nước nổi rồi sao? Cũng lại cái gió đó dựng đặt lên cái nữa. Gió nữa. Đặt gió lại nữa. Em thấy anh làm cái gió anh có đủ sống đâu. Thì đâu tới con nước thì nó mới có tiền. Thì đó, nước mới chạy. Cái đó gọi là chờ thời đó. Ừ. Thì mình đâu có đủ sống. Ừ. Cái vỏ chính là cái phương tiện mà anh nói là để đi giăng lưới nè. Ừ. Rồi đi ủi ốc nè. Ừ. Là người ta thấy vậy có khả thi người ta mới giúp cho anh. Mà giờ anh bán nữa thì em nói thiệt anh mai mốt không ai giúp anh nữa đâu á. Không dám giúp luôn á. Vậy chứ giờ anh quá khổ thiếu nợ người ta đòi làm sao giờ. Tại anh tối ngày anh lo anh nhậu không, anh mượn tiền anh xài mới khổ đó. Vậy chứ anh mà chịu đi làm thì cũng đâu đến nỗi mà phải thiếu tiền đó. Cái tay anh rung rồi cô chú. Trời ơi, ông uống làm như nước lã luôn đấy. Một tuần nay là không ăn mà. Trời ơi. Một tuần nay không ăn gì. Anh mà nhậu cái cảnh này em sợ là tới mùa nước nổi là em lại đây là chắc anh không có còn sống để mà anh kéo gió nữa đó. Không, mà nhưng bằng dễ gì anh chết. Không có chết đâu. Nè. Mùa khô này là kéo không chạy anh mới dở cái gió ra. Cây chắc cái dưới này nè. Rồi tới mùa nước á anh mới đặt lại. Tối anh ngủ dưới ghe hay ngủ trên này? Anh ngủ trên này không à. Vậy hả? Ừ. Cái bếp ga để nấu cơm mà giờ cắt luôn rồi đó là chứng tỏ không có nấu cơm rồi đó. Là hết ga rồi mà không có tiền bơm ga rồi đó nè. Ừ.
đây nè, đây ảnh bắt ba cái cục đá ảnh để nấu ăn đây nè cô chú. Nồi cơm nè, nồi cơm này nấu nào vậy anh? Nấu đó 2-3 ngày nay rồi. Sao sao thấy nóng hỏi mà, mới nấu sáng mà. Đấy, giờ nắng nó nóng đó. Hả, thấy cơm mới mà. Hình như thiêu quá gì rồi. Chưa thiêu. Chưa hả? Thì nấu hôm qua gì á? Chắc chiều hôm qua. Trời ơi, ông nấu cơm mà ông không nhớ luôn à. Thiên thần thiên địa ơi. Đang làm gì vậy chú? Đi đặt lọc cua. Dạ con tưởng đâu chú tức lục bình chứ. Bơi qua cái đám lục bình hả chú? Dạ. Đây có một chú đi đặt lọc cua mùa khô nè. Mùa khô này mình đặt có nhiều hơn mùa nước nổi không chú? Dạ. Có giá hả chú? Mùa này mình cân được nhiêu ký chú? 50 hả? Quá ngon nghe. Hôm mùa nước hình như là cân được có 15-20 ngàn ha. Dạ. Rồi ngày kiếm được 4-5 ký hả chú? 4-5 ký là phải bao nhiêu cái lạp chú? 100 cái ha. Dạ. Ở đây cái này như buổi sáng nước gầm hả chú? Nước này đang lớn lại. Dạ. Đây nước ngọt phải không chú? Dạ, xả lúa bình thường ha. Dạ. Tại mấy vùng Kiên Giang đồ nước mặn mùa này không có lúa được. Dạ. Ở đây vẫn nước xài bao la luôn. Chừng nào anh bán cái ghe này nữa kêu em nha anh Minh. Ờ ghe đó anh không có bán. Rồi bán lấy gì đi? Ai biết chứ, cái vỏ anh ta tặng anh cũng bán luôn rồi cái ghe này. Thôi cái ghe anh để xài. Còn cái vỏ bị gì anh thiếu nợ người ta. Dạ. Không có tiền trả người ta anh cũng bán. Thiếu nhiều không anh? Thiếu 7 triệu lận. Trời đất. Thiếu 7 triệu mà bán cái vỏ được có 5 triệu à. Bán vỏ được có 5 triệu à. Thôi em thua đó. À, thiếu 7 triệu. Người ta đòi không buộc thì anh phải bán trả tiền cho người ta. Thôi chắc em sẽ liên hệ cái chú chủ dịch đó. Để có điều kiện đi ngang em sẽ tìm gặp bé Cảnh rồi sao. Ờ, có số điện nè, xin số điện lại nè. Thôi em lấy nãy rồi. Có không? Dạ. Có không? Có. Ừ. Đâu em điện giùm nghe. Chứ mà khi anh không có điện hả? Anh đâu có điện thoại. Dạ, điện dạ. Thoại hổng bà tắm nở cho té xong hư rồi. Dạ dạ, anh nhớ rồi. Té xong hư rồi. Dạ. À, Cảnh nó đi là anh ứng trước 1 triệu á. Ờ anh mượn trước 1 triệu rồi. Rồi một ngày anh uống khoảng bao nhiêu rượu anh? Tại tại ghiền uống thì chứ ngày chừng hơn xị à. Ngày hơn xị hả? Ừ. Uống chừng ví dụ buổi sáng này mình uống chừng nào mình nghỉ? Như buồn có anh em đầu lợi này kia đó thì uống. Còn dạ. Không có anh em nào lợi thì nằm luôn à. Chứ không uống. Dạ. Không có nấu cơm ăn uống gì trơn sao sống trời. Mình này không có Cảnh này nghỉ ăn luôn rồi. Tuần nay là không ăn luôn. Không ăn chết á, đau bao tử chết á. Trái ruột trái gan anh chết á. Mà sao lại nó không có nó biết đói. Ngày hôm qua chạy đi kiếm con chó này nè mà hết cả 100 ngàn tiền xăng. Mà sao mai sao mà nó chạy về. Hên. Anh nuôi lâu chưa? Sinh nó còn lúc nhỏ. Cũng cỡ 3-4 tháng nay rồi đó. Dạ dạ. 3-4 tháng rồi. Dạ. Vậy thôi em chào anh em về nha. Rồi vậy anh em mình mau mốt gặp lại nha. Dạ dạ. Ờ. Em lên đây thăm anh quá mừng rồi. Thăm chủ yếu em quan tâm Cảnh á. Nhưng mà thấy anh không có lo cho nó em. Thật sự em rất là buồn á. Không mà nó theo buồn lắm luôn. Là nó có bà
dì Huệ. Bà dì Huệ nó là dạ. cưng nó lắm. Bà dì Huệ nó là vợ ông chủ dịch đó hả? Không, em vợ. Dạ. Em vợ của ông chủ dịch đó. Dạ. Là mấy thằng lính của quả nó mà có cái gì là chạy ra nào nó mét gì nó không đó, mét dì Huệ nó không đó. Dạ. Ừ. Thôi em chào anh nha. Rồi rồi, anh em mình mơ mốt rồi gặp lại dạ. nữa em. Rồi. Gặp nữa em không biết làm gì luôn. Gặp nữa mà thấy anh cứ nhậu vậy gặp chi? Uống với anh miếng rượu coi. Dạ không, em đi xe em không uống được. Ừ. Dạ. Bữa nào em rảnh em lại đây nhậu tới bến anh luôn, được không? Thì bữa nào đi lên chơi một bữa coi. Nhậu tới bến luôn ha. Ừ. Bữa nào lên nghe. Thôi nhớ nghe không? Ê. Dạ. Ồ ngọ hai cái bình để đây ông cố nội nhà dưới đó lên lấy hai cái bình rồi. Rồi thì nãy giờ anh nói mấy lần rồi thì cái đó anh báo công an đi chứ em không biết. Ừ. Em đâu có giải quyết được. Ừ. Dạ. Không, mà chút anh đi lên trên. Ở đây bà con người ta đi ruộng đi đồng rồi về nè cô chú. Ở đây chính là cái gió của anh Minh. Cái gió của anh Minh nha, cái chân gió nè. Ảnh đặt gió mùa nước nổi đó. Thì hồi năm rồi khi mà em đăng cái video cái cảnh ảnh cất gió buổi chiều này lên TikTok á, thì cũng có nhiều cô chú anh chị trong hội nhiếp ảnh á, người ta thấy đẹp quá người ta lại đây người ta chụp ảnh nè, chụp ảnh hai cha con á, thì cũng có cho tiền này kia đồ để cho hai cha con có thể mưu sinh sinh sống, em thấy cũng rất là vui. Rồi mấy chú trong hội nhiếp ảnh á, thấy không có xuồng đi làm nghề cá, cái xuồng kia thì quá nhỏ, còn cái ghe kia thì bự quá, thì mới tặng cho ảnh một cái xuồng vỏ là cũng 60 mấy, gần 7 triệu. Mà sáng nay là ảnh bán cái vỏ luôn rồi, từ đó tới nay là cũng khoảng 4 tháng, 3-4 tháng từ lúc mà có cái xuồng cái vỏ mà người ta tặng á, mấy chú tặng á, là cũng cỡ 3 tháng mấy 4 tháng mà giờ ảnh bán cái vỏ luôn rồi. Thực sự là ngày hôm nay em trở lại đây là cũng có một cái phần quà để định gửi tặng cho anh Minh với lại bé Cảnh. Tại vì hôm trước Tết em quay á, thì có một khán giả ở Mỹ gửi 100 đô kêu em là có dịp trở lại thì mua một ít quần áo cho Cảnh từ số tiền đó, rồi phần còn lại thì mới đưa cho anh Minh, chứ nếu không đưa thì anh Minh đưa hết thì anh Minh nó không có lo cho bé Cảnh nhiều đó. Mà bây giờ thay lại thì thấy ảnh bị nghiện rượu vậy thì số tiền này chắc có lẽ là em tạm thời giữ ở đây chứ không dám đưa cô chú. Thấy anh nghiện rượu vậy mà đưa thì anh cũng xài hết, cũng nghiện rượu hết, là cái đồng tiền đó nó không có ý nghĩa. Cái đồng tiền nếu mà giúp một người để người ta cố gắng người ta vươn lên á thì mình mới nên giúp, còn mà cái đồng tiền mà giúp mà để đưa vô gụ chè thì nó vô nghĩa lắm cô chú. Nó lại giúp để hại cho một người đó nữa thì nó không có đồng tiền đó, nó không tốt. Mà hiện tại bé Cảnh thì năm rồi 12 tuổi, năm nay 13 tuổi thì chắc có thể em sẽ suy nghĩ hoặc là hỏi ý kiến cái người gửi số tiền này sẽ xử lý như thế nào. Chứ bây giờ mà đưa tiền cho Cảnh thì Cảnh cũng lại đưa ba nó, mà Cảnh nó còn nhỏ quá thì nó giữ tiền thì cũng không tốt. Cho nên em sẽ xem xét và xử lý số tiền này sao cho nó hợp lý. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở một video lần sau nha. Nếu một có dịp nào đó thì em sẽ gặp bé Cảnh thì sẽ chia sẻ một cái ở những video khác. Em cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Em cô chú anh chị các bạn nào có cái ý kiến về xử lý số tiền 100 đô này như thế nào thì có thể bình luận bên dưới cho em biết để em có cái phương pháp nó tốt nhất ha. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.